Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Hậu trường rằng co vụ Mỹ quyết định gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Nga khai hỏa phòng không bắn hạ tên lửa tập kích quân cảng Ukraine. Hải quân Nga với kế hoạch đóng tàu sân bay mới, Ông Medvedev giải thích vũ khí của ai đang giết người ở Israel. Từ đầu cuộc chiến Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng có một loại vũ khí mà ông cần hơn tất cả là tên lửa tầm xa ATACMS. Hậu trường rằng co vụ Mỹ quyết định gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Thưa quý vị, trong suốt 18 tháng của cuộc chiến, ông Biden chỉ có một câu trả lời cho yêu cầu viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS của Ukraine, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng tư với ông Zelensky, đó là không. Theo báo New York Times, ông Biden cho rằng loại vũ khí này có thể vượt qua một trong những lần danh đỏ mà Tổng thống Nga Putin đặt ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nga vẫn thường xuyên dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Rằng co ngay trên chính trường Mỹ vụ nổ tại hai căn cứ không quân trên lãnh thổ do nga kiểm soát ở miền nam và miền đông ukraina cho thấy ông biden đã đảo ngược quyết định về việc gửi atacms cho ukraina giữa đống đổ nát của máy bay trực thăng nga có bằng chứng cho thấy các căn cứ bị ukraina sử dụng tên lửa atacms của mỹ để tấn công câu chuyện ông biden thay đổi ý kiến diễn ra như thế nào một số quan chức chính quyền mỹ mô tả tổng thống biden rất thận trọng vì sợ quyết định sai và quyết nói không cho đến khi gặp áp lực không thể vượt qua Thực tế đã có rất nhiều áp lực đổ dồn lên ông Biden, một số đến từ các thành viên quốc hội, đặc biệt là hạ nghị sĩ Jackson Crow, người đã viết thư cho Nhà Trắng và cho rằng Ukraine cần vũ khí để nhắm vào các hệ thống hậu cần cùng các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng tăng cường vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania vào hồi tháng 7 năm nay. Sau đó, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh họ đang xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các loại vũ khí đáp ứng nhu cầu có nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc cung cấp tên lửa tầm xa trong các quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống biden ngoại trưởng antony blinken từ lâu đã thúc giục ukraine sớm được cung cấp thêm vũ khí trong khi bộ trưởng quốc phòng lloyd austin lại phản đối theo quan điểm của phe phản đối mỹ có nguồn cung cấp atacms hạn chế và việc giao vũ khí cho người ukraine vốn đang tiêu thụ đạn dược với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức cần thiết sẽ khiến mỹ và các đồng minh của họ dễ bị tổn thương Ngoài ra còn có rào cản liên quan đến ngân sách nhà trắng đã tiêu hơn 40 tỷ USD mà quốc hội đã phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine và ngày càng nhiều đảng viên cộng hòa phản đối việc chi tiêu nhiều hơn. Giá của ATACMS cũng không hề rẻ, là 1,5 triệu USD mỗi chiếc. Đầu tháng 9 năm nay, nhóm của ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra phân tích và đề xuất, trong đó họ kết luận nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga không còn là vấn đề lớn. Theo bản phân tích, Vương quốc Anh đã bắt đầu cung cấp tên lửa Storm Shadow vào tháng 6 năm 2023 cho Ukraina với tầm bắn gần bằng ATACMS. Tuy nhiên, Tổng thống Putin hầu như không phản ứng. Theo tư vấn của nhóm ông Sullivan, các máy bay trực thăng và máy bay khác mà người Nga bố trí trên lãnh thổ chiếm đóng ở Ukraine thường là ở các sân bay, và chúng đều là mục tiêu của tên lửa tầm xa ATACMS. Tại các cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhất trí về việc cung cấp phiên bản ATACMS có tầm bắn chỉ 161 km cho Ukraine. Phiên bản này còn được trang bị đạn trùm, có khả năng gây sát thương tối đa cho các mục tiêu không được bảo vệ như máy bay. Đề xuất ATACMS đã được các quan chức khác trong chính quyền chấp nhận, và Tổng thống Joe Biden đã đồng ý. Ông Biden đã nói với ông Zelensky khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Washington vào tháng 9 và cả hai cùng đồng ý không công bố quyết định. Tuy nhiên, việc Mỹ quyết định cung cấp ATACMS sau đó đã bị do dỉ ra ngoài. Nhưng thời gian của chuyến hàng gửi đến Ukraine vẫn được giữ bí mật. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm gây bất ngờ cho người Nga trước khi họ có thời gian di chuyển trực thăng ra khỏi tầm bắn. Đó là những gì dường như đã xảy ra vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Nga khai hỏa phòng không bắn hạ tên lửa tập kích quân cảng Ukraine. Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa tập kích Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea. Mikhail Zavodzaev, thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm thông báo, một tên lửa đã bị Nga bắn hạ ở Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea vào hôm 18 tháng 10. Ông Zavozaev cho biết tên lửa đã phát nổ trên một cánh đồng và không có thương tích hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Một tên lửa được cho là đã bị bắn hạ ở khu vực Karakoba, Đầu đạn phát nổ trên một cánh đồng, không có ai bị thương, cơ sở hạ tầng cũng không bị thiệt hại, ông nói. Quan chức Sevastopol cho biết không xảy ra hỏa hoạn tại hiện trường, tất cả các đội ứng phó khẩn cấp đã trở về căn cứ nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Bộ quốc phòng sau đó xác nhận hai tên lửa đã bị bắn hạ ở bán đảo Crimea, cả hai đều là tên lửa phòng không S200 được cải tiến. Vụ tập kích trên là một trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội biển đen của Nga và bán đảo Crimea gần đây. Nga sát nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Hạm đội Biển Đen được cho là lực lượng quan trọng trong các chiến dịch tập kích của Nga từ Biển Đen vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Vào ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Moscow tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa. Moscow nói rằng vụ tấn công khiến trụ sở bị hư hại, một quân nhân thiệt mạng, Tuy nhiên, thông cáo sau đó đính chính rằng một quân nhân mất tích. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine tuyên bố sau vụ tập kích của Ukraine vào trụ sở hạm đội Biển Đen, 34 sĩ quan của Nga thiệt mạng, trong đó có chỉ huy hạm đội. Ngoài ra, 105 quân nhân khác của Nga bị thương và trụ sở hạm đội bị hư hại không thể phục hồi. Chỉ vài ngày trước đó, Kiev tuyên bố tập kích thành công vào một xưởng sửa chữa tàu của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến một tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ lớn của Nga bị hư hại không thể phục hồi. Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây tăng tần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đang tuyệt vọng với cuộc phản công trì trệ và không có đột phá. Theo giới chuyên gia, mục tiêu của Ukraine là từng bước làm suy yếu phòng thủ của Nga ở Crimea, cô lập Crimea với lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin vào ngày 18 tháng 10 thông báo, ông đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu tiến hành tuần tra thường xuyên tại không phận quốc tế trên Biển Đen. Các máy bay MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống tên lửa Kinjon. Tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km và tốc độ mắt 9, 11.113 km h ông nói. Trong thời gian qua, Biển Đen đã trở thành một điểm nóng trong chiến sự Nga-Ukraine khi Kiev liên tục tấn công các mục tiêu quan trọng của Moscow trong khu vực căn cứ quân sự, tàu chiến. Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với động thái này. Hải quân Nga với kế hoạch đóng tàu sân bay mới Sau nhiều năm lãng quên, Nga có ý định hồi sinh truyền thống đóng tàu sân bay. Một trong số các đề xuất là tàu sân bay tương lai thuộc đề án 11430E La Martin được Cục Thiết kế Neskoi thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga giới thiệu dành cho Hải quân nước này. La có thể triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu có thể mang theo các loại vũ khí đối không, đối hải, đối đất, tấn công ven biển. Bên cạnh đó, tàu còn có nhiệm vụ đảm bảo sự sống còn của nhóm tác chiến hải quân là nơi trú ẩn của lính đổ bộ và các phương tiện đổ bộ trước các cuộc không kích. Thoạt nhìn, ngoại hình tàu khá giống với tàu sân bay đô đốc Kunesov với bong kiểu nhảy cầu, được làm dốc 12 độ. Tuy vậy, thiết kế tổng thể của nó được cho là khác biệt hoàn toàn so với tàu sân bay từ thời Liên Xô. Đáng chú ý, ngoài bong phóng kiểu nhảy cầu, tàu sân bay tương lai của Nga sẽ trang bị hai máy phóng thủy lực và 4 cáp hãm đả. Tàu sân bay này có khả năng chuyên chở 60 máy bay các loại với dự trữ đạn trong các kho trên tàu là 1.600-2.000 đến 2000 tấn. Đánh giá mô hình có thể nhận ra, Lamantin nếu được sản xuất vẫn sẽ dùng các dòng tiêm kích thế hệ 4 như Sukhoi 33 và MiG-29K thay vì tiêm kích thế hệ 5. Dẫu vậy, với hệ thống phóng điện tử, những chiếc Su-33 có thể mang tối đa 7-8 tấn vũ khí. Với kiểu phóng nhảy cầu hệ cũ, các máy bay tiêm kích hạm của Nga hầu như chỉ mang 2 đến 4 tấn vũ khí để làm nhẹ trọng lượng khi cất cánh. Theo thiết kế hiện tại, Lamantin có lượng dạn nước khoảng 90.000 tấn, dài 350 m, rộng 41 m, mớ nước 12 m, động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân cho tốc độ 30 hải lý trên giờ, dự trữ hành trình là 120 ngày, thủy thủ đoàn 2.800 người và có thể mang theo 800 lính không quân, dự kiến vòng đời của tàu là 50 năm ông medvedev giải thích vũ khí của ai đang giết người ở israel vũ khí của kiev và afghanistan do mỹ sản xuất đang giết chết người dân ở israel còn tại quốc hội mỹ người ta lại vội vã đổ lỗi cho iran syria hoặc nga đã cung cấp những vũ khí này đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoại trừ chính họ đây là ý kiến của phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev viết trong một bài báo trên tờ ivestia đúng như dự đoán hôm nay đang diễn ra một sự thật hiển nhiên vũ khí của kiev và afghanistan do mỹ sản xuất đang giết hại người dân ở ngay israel còn tại quốc hội mỹ với sự phẫn nộ phô trương người ta lại đòi tiến hành điều tra khẩn cấp xem hamas đã lấy những thứ quen thuộc một cách đáng ngờ đó từ đâu súng máy phương tiện hủy diệt và mọi thứ khác họ vội vàng đổ lỗi cho iran syria hoặc nga đã cung cấp bất hợp pháp những vũ khí đó đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoại trừ chính họ ông medvedev bình luận trong bài báo đành phải đặt cây thập giá chôn vùi những thành tựu hiển nhiên và những sáng kiến hòa bình quan trọng nhất. Điều này khá phù hợp với chính sách của Washington. Chưa bao giờ có một chính quyền Mỹ nào quan tâm đến việc giải quyết vấn đề Trung Đông một cách dứt điểm và thực hiện nghị quyết ngày 29 tháng 11 năm 1947 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc đề ra việc phân chia vùng đất Palestine lịch sử thành các quốc gia Ả Rập và Do Thái, ông Medvedev viết. Theo ông, vấn đề không chỉ liên quan đến lập trường của Israel trong việc thành lập nhà nước Palestine. Vấn đề trước hết nằm ở chỗ một khu vực không ổn định, dễ bùng nổ, chứa đầy vũ khí các loại, thật ra lại rất hữu ích cho Hoa Kỳ. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì cần đến ngay các dịch vụ của người Mỹ, nếu không, họ có thể chẳng thể đi đâu tìm được. Còn nếu không có vấn đề thì tầm quan trọng của họ sẽ yếu đi đáng kể. Sự bất ổn được kiểm soát mang lại ảnh hưởng lớn và những số tiền đáng kể, ông Medvedev nhận định. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại